Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chưa? Phần quan trọng nhất đến phần quan trọng nhất, được chưa? Ai là quý nhân của bạn? Ai là thần tài của bạn? Rõ ràng tay đấy khắc mệnh mình. Tại sao tay đấy bơm tiền mình nhiều thế? Rõ ràng tay đấy đang âm khắc. Mà tại sao tay đấy đây? Mà tại sao bạn đấy hỗ trợ công việc mình nhiều thế? Tại sao mình làm với người đấy hợp thế? Tại sao mà cái người đấy lại đem lại nhiều may mắn cho mình như thế? Mặc dù nằm ẩn và rõ ràng là một tay mệnh hỏa, một tay mệnh thủy, đúng không? Thì trong ngũ hành nó có một cách cục gọi là cách cục đặc biệt. Trong ngũ hành thì người ta gọi là lộc mã quý nhân. Tuổi thần tài, ai là tuổi thần tài của bạn? Những cái tuổi này dùng để làm gì? Tuổi thần tài, ai là quý nhân các bạn? Sếp bạn là tuổi nào? Bạn chọn nhân viên tuổi nào? Bạn sinh con tuổi nào? Bạn lấy chồng tuổi nào? Ha? Tuổi này tốt nhất nhất là để sinh con, là đi tìm kiếm, chọn lựa nhân viên. Tuổi này tốt nhất là sử dụng để xây dựng ekip làm việc cho mình. Đây là phần 3 cái tuổi mà người ta gọi là quan trọng nhất. Thực ra có tổng cộng khoảng 8 cái phương pháp để mà lựa chọn ekip làm việc cho mình. Người ta dùng gì ạ? Đỉnh cao nhất là dùng thần tài, sau đó là dương quý nhân, âm quý nhân, rồi thiên can hợp hóa, tam hợp địa chi hợp hóa, địa chi nhị hợp hóa, rồi nam âm. Chúng ta có 7 phương pháp xây dựng ekip. Chúng ta có những phương pháp để nếu như đã rơi vào những trường hợp quý nhân thần tài rồi, chẳng may bản mệnh ngũ hành có xung, chẳng may nam âm có xung, cái nam âm là cái ngũ hành vừa rồi ấy, chẳng may can chi có xung, thì cũng có quý nhân trợ giúp để mà làm cho công việc, sự việc và của bạn nó trở nên hanh thông. Và người ta gọi trường hợp đấy là trường hợp đặc biệt của ngũ hành. Và cái thần phần đó người ta gọi là quý nhân thần tài. Tuổi quý nhân thần tài thì người ta nói rằng là căn cứ vào thiên can năm sinh của các bạn để người ta định. Vị trí tuổi thần tài đó là vị trí của lâm quan thủy, của việc bổ trợ ngũ hành cho thiên can. Cứ đọc quyết tí cho nó biết. Lâm quan phương vị thủy chiêu thần, lộc tinh tài vượng tính tương tân. Đang đi đọc hết 4 câu nữa mới thấy. Tức là vị trí lâm quan đó là vị trí mà làm cho ngũ hành trạng thái sinh vượng nhất, thiên can sinh vượng nhất, và làm cho thân mệnh của mình được bổ trợ. Cái vị trí đó là vị trí tài lộc tối ưu cho thiên can của năm sinh. Một con người được kết hợp bởi hai trạng thái thể hóa, một là dương, hai là một là thiên can, hai là địa chi, giống như âm dương. Và thiên can và địa chi đó là một cái thể thống nhất khi kết hợp, và tại thể này thì tạo thành những cái nam âm. Và mỗi một cái thiên can sử dụng ngũ hành để người ta bổ trợ cho thân mình vào nguyên thần. Nên người tuổi giáp, tôi chỉ giải thích cái thôi, sau thuộc bảng này được. Người tuổi giáp thì giáp thì sinh ở hợi, cho nên đếm ở hợi là trường sinh. Thì trường sinh mộc dục quan đới lâm quan, thì tại vị trí dần đó là vị trí lâm quan thủy, cho nên đấy là vị trí của tài thần nào đó. Trong lá số tử vi của các bạn thì cái sao này chính là vị trí của sao lục tồn.
tức là vị trí của sao độc tồn. Cho nên tất cả những người tuổi giáp thì đều lấy người tuổi dần làm thần tài. Ví dụ tôi tuổi giáp tí, tôi sẽ có người tuổi thần tài là những người tuổi dần. Tuổi dần thì trên thế giới này chỉ có 5 người tuổi dần, là giáp bính mậu canh nhâm dần, đúng không ạ? Tôi tuổi giáp tí chắc chơi với ông bính dần là gần nhất, thì chúng ta chỉ chơi với nhau cộng trừ 12 tuổi thôi, nhiều hơn thì gọi bằng chú rồi, đúng không ạ? Mà thêm nhát nữa thì gọi bằng bác rồi, đúng không ạ? Nhát nữa là ông bà mất rồi, đúng không ạ? Cho nên hình ra là tuổi thần tài trông thì tưởng dễ mà thực ra lại là khó kiếm, đúng không ạ? Chúng ta có khoảng 1,7% cơ hội gặp được cái tuổi thần tài tương hợp với mình trong số 100 người bạn gặp. Thế thôi, nó gần với tuổi mình để chơi được mà, đúng không ạ? Nhưng mà tưởng là ra xa thực ra lại là gần ngay trước mắt. Tóm lại mấy ông giáp tí đúng không, bính dần ok, giáp dần ok, giáp dần sinh năm 74 đúng không ạ, một tay bính dần sinh năm 86, ngon nữa mậu dần 98 thì lấy cô vợ tốt quá. Tôi bạn về cái tuổi giáp tí đấy, tuổi 98 có vấn đề gì không ạ? Sau đẻ thêm đứa canh tí nữa thì nó được sắc bộ canh tam kỳ quý nhân, được cái bộ nó lại giàu không kể xiết. Không thể có làm được hay không, đúng không ạ? Hoặc là các bạn sinh đứa con tuổi dần, đúng không ạ? Đấy là, và bạn tìm được cái cô lễ tân hay cô trợ lý hay là nhân viên của bạn tuổi dần, dễ không ạ? Bạn là dễ hơn mà. Đấy là vị trí của thần tài. Hết thần tài, tại vì là sau đó chúng ta sẽ tìm đến vị trí gọi là dương quý nhân. Quý nhân đó là phương vị khiến quái của khỏe khôn. Tìm ra vị trí quý nhân trợ bệnh là âm dương quý nhân. Âm dương quý nhân trong lá số, trong Bắc thì người ta gọi là thi đất quý nhân, và trong lá số tử vi thì là hai cái đại cát tinh là thiên khôi và thiên việt. Hai sao khôi việt là hai cái sao mà nói về học hành, quan lộc, quan chức và quý nhân phó tá. Cho nên là vị trí này gọi là quý nhân trợ mệnh. Người tuổi giáp thì dương quý nhân, đúng không ạ, là tuổi Sửu, và âm quý nhân thì là tuổi Mùi. Dương là cái hiển lộ, âm là cái tàng ẩn, dương là cái ra ngoài, âm là cái chìm bên trong, không phân biệt nam nữ. Không phải đừng lại bảo là tôi tuổi giáp tôi chỉ có thể nên chơi mấy tay dương Sửu thôi, không chơi mấy cả tay âm Sửu, tôi không chơi mấy tay nam tuổi Sửu thôi, không liên quan. Dương là cái ra ngoài, âm là cái bên trong. Ví dụ marketing kinh doanh là cái ra ngoài, đúng không ạ? Kế toán, hành chính, nhân sự đó là cái bên trong, đúng không ạ? Ví dụ tôi tuyển kế toán cho tôi tuyển âm quý nhân, tìm xem mà em nào tuổi Mùi không, hành chính tuổi Mùi không, đúng không ạ? Tuyển sale dự án, tôi tuyển xem có ông nào tuổi Dần không, ông nào tuổi Sửu không. Còn trong trường hợp mà không tìm được thì cứ Mùi cũng được, cho là kinh doanh được, âm cũng cho ra làm buôn hết, kinh doanh hết, hiểu biết không có mà. Thực tế để các bạn tuyển được những cái người tuổi mà có được cái tuổi là quý nhất thân tài của mình là khó. Vì khó nhiều lẽ, nó khó nhiều lẽ. Các bạn tuyển nhiều khi người ta rõ ràng là quý nhân thần tài của mình rồi, nhưng vẫn còn quý nhân kém, vẫn còn thần tài kém, tuyển vào bạn kém theo luôn. Bây giờ nhá, bố mẹ các bạn là quý nhân các bạn đúng không? Đúng không ạ? Ông bà giàu cho bạn ngon không? Nghèo bạn tốt không? Quý nhân thế. Vận đâu có. Tôi đang nói về vận nhá. Vận bạn thì ngon. Vận bạn ngon nhìn bạn biết. Mà tại sao nhìn bạn biết? Thấy bạn sáng trưng thì bạn ngon. Ôi thôi thôi. Đúng không ạ? Bởi vì trong buổi này tôi chưa có cái cơ hội để chia sẻ các bạn về tướng pháp. Hôm nào mà được lại được mời, tôi lại giới thiệu cái hướng dẫn các bạn về tướng học.
Tiếng Hoa thì chỉ được 4 tiếng là ra ngoài được là chém tương đối đấy. À, xem tướng dễ mà, nhìn cái lên ngay, nhìn sắp chốt được đâu, nhìn lên ngay. Cứ nhìn thấy tài tình ở đâu mà ngon. Nhìn thấy tài tình đen tui, xác định. Đúng rồi, được tốt nhất là đi nghỉ mát, khỏi làm. Cho nên là quý nhân cũng như vậy. Cho nên kinh nghiệm tuyển quý nhân, chơi quý nhân phải chơi test. Khi chúng ta chưa có kinh nghiệm và sử dụng nhìn vào ta biết ngay thì các bạn ngon là nhìn thấy ngon, quý nhân mình thì thôi, không phải tính, đúng không? Nhưng mà khi chưa có kinh nghiệm thì phải test, test từ 1-2 tháng ở cạnh mình, thấy con ngon thì chúng ta sẽ là ăn thề ở kiếp với nhau, còn đừng có một vài tháng. À, cái môn này nó phải rõ ràng. Còn không là các bạn phải nhận định, các bạn phải nhận định. Tuy nhiên vận số con người thì có lúc lên lúc xuống, không phải lúc nào nó cũng tăng nó ngoi lên, nhưng mà về cơ bản là lúc gặp nhau phải ngon đã để có vốn sau này mình phát triển được, gặp nhau tụt vốn luôn khó làm việc. Tương tự như vậy thì người tuổi Tân, người tuổi Bính, Đinh Mậu, Kỷ Canh, Tân Nhâm Quý thì tương tự như vậy, chúng ta lựa chọn thần tài và âm dương quý nhân. Lưu ý, nếu mà chọn được âm dương quý nhân có ngũ hành nạp âm bản mệnh tương sinh hoặc trung hòa với ngũ hành nạp âm bản mệnh của anh chị thì là tốt nhất. Thứ tự ưu tiên của chúng ta như sau: một là sinh ra ta ngũ hành nhá, một là sinh ra ta, hai là giống ta, ba là ta phải khác được nó. Cho ta cái đấy. Tôi mệnh kim, sinh ra tôi là thủy, bản thân tôi là kim, tôi khắc là mộc. Chọn mấy thằng nạp âm như vậy, đúng không ạ? Hiểu chỗ này không? Đó, làm thế được. Nhìn này, ngũ hành này, đây là ta đúng không ạ? Đây là ta. Ta rồi trước hết là nhầm, trước hết là sinh ra, đúng không ạ? Rồi ta khắc, đúng không ạ? Rồi gì nữa ạ? Cái này là khắc ta và là ta sinh, đúng không ạ? Ngũ hành sinh nhân bản thân, có năm mươi ngũ hành mà. Chúng ta có năm ngũ hành đúng không ạ? Phải có năm trạng thái đúng không ạ? Trạng thái là sinh ra ta, đúng không ạ? Bản thân ta, ta khắc và khắc ta và ta sinh. Ví dụ cái bạn này là Ứng Tý đúng không ạ? Của bạn à, Thủy đúng không nhỉ? À, ngũ hành của bạn là Thủy, đúng không ạ? Cái gì sinh ra Thủy ạ? Kim, vậy sinh ra là Kim, đúng không ạ? Ta sinh ra là Mộc, khắc ta là Thổ và ta khắc là ta sinh ra, ta khắc là hỏa, ta sinh là mộc, đúng không? Tôi gọi thứ tự ưu tiên đây là 1, 2, 3, 4, 5. Mà khắc mình là tên nhất chứ còn gì nữa, đúng không? Thứ tự ưu tiên, dù là quý nhân thần tài hay dù là cái gì nữa, chọn cái thứ tự này, đúng không? Sinh ra ta, đúng không? Và ta khắc, mình phải đàn áp được nó, sau đó mới hao khí được. Ta khắc thì sinh tài. Cái sinh ra ta là gọi là cha mẹ ta,
đúng không ạ? Bản thân ta là ta, cái ta sinh là thực thương, tức là con cái ta khắc là vợ ta, là thê tài, cái khắc ta là sếp ta. Đúng không thì ta khắc chế cho ông làm theo một quy luật, làm theo một đường lối, là pháp luật, là quan quyền. Nên người ta gọi là cái sinh ra ta gọi là ấn, bản thân ta gọi là tỷ kiếp, cái sinh ra ta gọi là ta sinh gọi là thực thương, đúng không ạ? Cái khắc ta khắc gọi là thê tài, cái khắc ta gọi là quan sát. Nên mới có là tỷ sinh thương, sinh tài, sinh quan, sinh ấn. Đấy là thập thần của bát tự tứ trụ để trợ mệnh các bạn. Tại sao gọi vợ là thê tài? Tại sao gọi vợ là tài tinh? Yêu tinh thì chắc chắn rồi. Tại sao gọi vợ là tài tinh? Bây giờ nhá, không phải nuôi. Các cụ sẽ bảo là không phải nuôi, chờ do 16 tuổi, 18 tuổi lên đúng không? Lấy về nhà lại được quả hồi môn. Rõ ràng vừa được đinh, vừa được người, vừa được tiền. Như vậy người ta gọi vợ, khi lấy vợ người ta gọi là nạp tài. Nên gọi vợ là tài tinh. Được chưa ạ? Như vậy là dù là dựng vợ cả chồng, sinh con đẻ cái, nếu có thể lựa chọn thần tài quý nhân. Nếu có thể lựa chọn thần tài quý nhân, lựa chọn nhân viên xây dựng ekip làm việc của mình, tạo dựng đội nhóm cho riêng mình, nếu có thể lựa chọn thần tài quý nhân thì càng tốt. Còn nếu không được thì làm sao? Không được thì chế hóa, lo cái gì đâu mà. Dùng ngũ hành chế hóa, cố đẻ thêm đứa nữa. Bây giờ này nhá, tôi tuổi Giáp Tý, tôi lấy cô này tuổi Canh Ngọ, đúng không? Là sát canh là thiên khắc đúng không? Tý Ngọ xung gọi là địa xung đúng không? Mày lấy nhau rồi làm nào? Mày chọn năm nào? Bây giờ Giáp Tý thì nạp âm là kim, Canh Ngọ nạp âm là thổ, thổ kim tương sinh rồi. Tân ái như luyến ái mọi thứ ok lắm rồi. Mọi tôi thiên khắc địa xung không cạnh nhau đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà ở theo thời gian thôi. Đúng không ạ? Làm nào? Bắt đầu chế. Chế làm nào? Rất nhiều cách. Đúng không ạ? Người ta sinh con, người ta có thể để đứa con tuổi Mùi để lấy quý nhân cho Giáp và quý nhân cho Canh. Mình nhìn thấy Giáp Canh cùng chung là Mùi không? Đúng không? Và lấy Ngọ Mùi nhị hợp thì lúc này thì Ngọ hợp Mùi không xung Tý, hoặc để đứa con tuổi Sửu để Tý Sửu nhị hợp không xung Ngọ, ha? Hoặc để luôn một đứa con tuổi Tuất, một đứa con tuổi Dần thì được Ngộ tam hợp Dần Ngộ Tuất, vậy tam hợp quyên xung, ví dụ thế. Bảo rồi học thuộc Tý Sửu Dần Mão thôi, dạy nhiều bài lắm, chưa thuộc thì bây giờ gì học thuộc. Tóm lại là để con tuổi này. Ok chưa? Rồi, bây giờ anh chị có hỏi gì về cái phần xây dựng ekip này không? Anh chị hỏi gì không? Hay kiến thức này mới quá không hỏi được. Bây giờ nhá, tôi để anh chị nghỉ giải lao 10 phút, đúng không ạ? Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao, anh chị ủ mưu đi, xem là có câu hỏi nào, xong rồi thì kẹo nữa thì hỏi tôi sẽ trả lời trực tiếp. Đúng không ạ? Chúc anh chị nghỉ ngơi, thì chúng ta quay lại đây vào lúc 11 giờ. Không, chúng ta quay lại vào lúc 11 giờ. Cảm ơn anh chị.